tượng đài liệt sĩ tại Đảo Ngọc Phú Quốc là một trong những hoạt động đầu tiên đầy ý nghĩa của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014. Hôm nay em cảm thấy rất là may mắn và vinh dự khi được đại diện lớp trẻ đến đây và dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ, những người đã có công ơn rất lớn đối với Tổ quốc Việt Nam ạ. Này, một trại giam với diện tích khá là rộng lớn, khoảng 5 km², nằm trải dài hai bên đường tỉnh lộ 46 này. Đây là một trong những hình thức tra tấn rất dã man nằm tại nhà tù Phú Quốc. Và thông qua chương trình đồng hành của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2014 thì chúng em đã tận mắt chứng kiến cũng như cảm nhận được những sự xót xa và đau đớn mà các chiến sĩ đã phải trải qua. Nhưng chúng em cũng rất là tự hào vì sự hy sinh của các chiến sĩ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc.